always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty of our love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you're my hope, you're my pride. In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky. May love be our love on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. Dài đêm trôi yêu nhau.
đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Cô thì chú bác của gia đình Hội Nhà Gái, hôm nay tôi đại diện cho gia đình Hội Nhà Trai có cơ giàu. Trước tiên là báo cáo với tổ tiên, sau là đến các cô ông, cô bà, cô thì chú bác đến bỏ chầu cho cha hai cháu hôm nay. Sau đây gia đình nhà trai chúng tôi có cơ giàu để báo cáo với các cụ Hội Nhà Gái cùng bạn của hai gia đình hai cháu. Như ý kiến của ông trưởng đoàn Hội Nhà Trai, chúng tôi đã có ý kiến hôm nay là ngày này rất tốt, thì Hội Nhà Trai chúng tôi có sửa lễ để xuống trước hết là báo biết tổ tiên, sau đó báo cáo với các cô, và xin phép để toàn thể quan viên Hội Nhà Gái cho phép Hội Nhà Trai chúng tôi được đặt cây trầu ăn hỏi. Thế thì kính thưa các cụ ông cụ bà, qua một cái quá trình công tác, các cháu đều lớn lên và sinh ra ở mảnh đất Bình Lục chúng ta, một nơi là của xã Vũ Bản, một nơi là xã Vũ Cầu, và cùng trên mảnh đất của Bình Lục và cùng trên một cái mảnh đất của Hà Nam, đất mẹ thân thương. Thì trải qua một quá trình học tập công tác, các cháu đã quen biết nhau, và hôm nay được sự nhất trí của hai cháu, được sự đồng ý của hai họ và sự quyết tâm của tất cả mọi người, chúng ta cùng có mặt tại đây long trọng là dự cái lễ ăn hỏi giữa cháu Hướng và cháu Hương. Tôi được phép ủy quyền của ông trưởng đoàn Họ Nhà Trai xin kính mời đại diện của Họ Nhà Trai sẽ dâng chầu cho đại diện của Họ Nhà Gái nhận lễ để chúng ta thắp hương tổ tiên. Và trước sự chứng kiến của mọi người, trước khi ngừng lời, tôi xin phép được kính chúc tất cả mọi người chúng ta có mặt tại hôm trường hôm nay một sức khỏe dồi dào và bước sang năm mới thành công trong mọi công việc. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính mời hai đại diện của hai họ chúng ta tiếp tục làm thủ tục để làm lễ ăn hỏi được tốt đẹp. Xin kính mời đại diện của hai họ, Họ Nhà Trai và Họ Nhà Gái trao và nhận lễ ăn hỏi. Các cụ, các ông, các bà, khách quý của hai gia đình, tôi được nhận nhiệm vụ đại diện cho Họ Nhà Gái. Thì vừa rồi thì qua ý kiến của ông đại diện gia đình nhà trai, trước khi tôi có đôi lời phát biểu thì xin phép được gửi đến tất cả các cụ, các ông, các bà lời chúc sức khỏe, những gì đầu xuân hạnh phúc và thành đạt. Vừa rồi thì báo cáo với các cụ, các ông, các bà là đại diện Họ Nhà Trai đã có ý kiến thì có cơ chầu trước xuống là cáo báo đầu tiên, sau là xin phép được hỏi cháu Hương về làm dâu các cụ ở trên Họ Nhà đó, và cho cháu Hướng được làm rể ở họ nhà ta ở dưới này. Thì tôi xin phép được thay mặt cho Họ Nhà Gái chấp nhận lời đề nghị của ông đại diện Họ Nhà Trai.
bác cùng bạn của hai gia đình và hai cháu. Vừa qua tất cả mọi người chúng ta đã được chứng kiến cái phần trao và nhận lễ ăn hỏi của hai gia đình, họ nhà trai và họ nhà gái. Một lần nữa chúng tôi được phép ủy quyền của ông trưởng đoàn họ nhà trai xin trân trọng kính mời tất cả các cô ông cụ bà, cô dì, chú bác chúng ta tiếp tục chơi chầu uống nước để chúc mừng ngày vui, ngày hạnh phúc của hai gia đình và nhất là hai cháu. Xin kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, khách quý của hai gia đình và bạn bè, hai cháu. Vừa rồi thì tôi thay mặt cho bạn đứa gái đã chấp nhận cái lễ ăn hỏi của gia đình nhà trai. Bây giờ thì xin phép tất cả các cụ, các ông, các bà để họ nhà gái chúng tôi dâng lễ cho, để thắp hương cho các cụ báo báo thao thiên để cho các cháu nó vào đó thắp hương. Thức giấc anh chỉ mong sao được nhìn thấy em, tôi đến anh chỉ mong sao được gần bên em. Dẫu mới quen nhau đây thôi, dẫu mới đi chung đây thôi, nhưng tại sao mỗi lần vắng em anh buồn? Có lẽ do anh yêu em quá nhiều em ơi, hãy để cho con tim anh ngàn lời muốn nói. Muốn nắm tay em thật lâu, muốn sẽ chia bao buồn vui, và luôn luôn thấy môi em cười. Làm người yêu anh đi em, anh sẽ cho em những gì em mong, dù vượt qua phong ba hay bao tố. Làm người yêu anh đi em, anh sẽ cho em vùng trời bình yên, một nơi chỉ có nụ cười thôi. Dù ngàn năm sau hay trăm năm sau, xin yêu một mình em thôi, nguyện yêu em không thay đổi. Mình cùng bên nhau hay cô nắm lấy tay anh thật chặt em ơi, cùng anh đi xuống cuộc đời. So beautiful and wide, and from now
she falls in love, we let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn ơn nhiều, nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời. Lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Mang cho em những tiếng cười, mang cho em những dáng người bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cố gắng chẳng để em phải u buồn. Từ giờ về mai sau dành em mọi điều em muốn. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta thường phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, sẽ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên. Thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, sẽ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em.
đường vừa qua đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh, muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em.
Tôi to
tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc cũng như có cây chầu xin dâu, xin phép được đưa cô dâu Thanh Hương trở về làm dâu làm con đại gia đình con viên họ nhà trai ạ. Chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để chào đón về trường đoàn đại diện cho gia đình con viên họ nhà trai ạ. Con xin chào quý ông thành phố trường ngày hôm nay ạ. Các nước tục làm lễ tổ chức cho hai cháu được chú đáo và cô đơn xin trân trọng cảm ơn hai con viên hai họ bốn nhà. Của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình con viên và nhà trai, chúng ta cần một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình con viên và nhà trai ạ. Chúng ta một lần nữa trân trọng kính mời sự đáp lễ cũng như sự đáp lời của gia đình con viên họ nhà gái. Con xin trân trọng kính mời ông ạ. Xin thưa các cụ, các ông, các bà, khách quý của hai gia đình và cháu, hôm nay là ngày này tháng tôi trong quý gia đình cả hai họ chọn tổ chức lễ thành hôn cho cháu đúng là cháu Hương. Vừa rồi là ý kiến của ông đại diện hội trai có cái lễ xin đón cháu Hương về trên hội trường hôn lễ nhà trai để tổ chức hôn lễ cho các cháu theo cái phong tục tập quán lễ nghi của quê nhà mình. Nên tôi được phép thay mặt cho họ nhà gái nhận cái lễ của ông đại diện hội nhà trai. Tình cảm của hai vị trưởng đoàn rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và thật đúng là em yêu ơi giờ lành anh đã đến. Tuổi 20 em đẹp nhất mơ duyên, anh đã đến đón em đúng như lời ước nguyện, cùng mẹ cha mang sinh lễ tơ hồng. Và không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu nữa, cho phép ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời chú rể Trung Hướng hãy ôm bó hoa tươi thắm nhất của mình trở vào trong nhà đón cô dâu Thanh Hương của chúng ta trở ra hội trường. Và trong lúc chú rể đón cô dâu Thanh Hương để trân trọng kính mời chú rể của chúng ta làm thủ tục thắp hương gia tiên ít bé tôi đường lương em hôm nay là cô dâu đi bên anh thật vui sao, những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người, em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mộng tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên rồi mình. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta xin phép được giới thiệu với quý vị trước mặt hôn trường ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Thanh Hương. Và đứng bên cạnh cô dâu Thanh Hương đó chính là chú rể yêu quý của mình, đó chính là chú rể Trung Hướng. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi đại lễ ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đối với cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay thì thoáng nhìn ai cũng biết ngay chẳng nhầm, cô dâu thì váy trắng ba hồng, bức chầu lắc phượng mà lòng bốc hương, hai bên cha mẹ kính dâng, bên ngoài e thẹn mà lòng sướng vui. Vâng, chú rể đây thì đã đến rồi, cong lên calavat mặt cười như hoa, đã mời cô bác gần xa cùng sợi chân đức đậm đà tình duyên. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi đại lễ ạ. Tấm lưng trần cha chở cho con, chúng ta một lần nữa trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chào đón bố mẹ thân sinh ra
thương, ông bà sẽ trở ra trước hội trường ngày hôm nay có những bức hình lưu niệm đẹp nhất muốn mang cùng chụp cùng với người con gái của mình trước khi con gái của mình trở về làm dâu làm con, xây dựng một mái ấm gia đình mới ạ. Vâng, trân trọng kính mời ông bà trở ra ngoài sân khấu hội trường ngày hôm nay. Hai cháu chúng ta thường được biết một năm thường khởi đầu từ mùa xuân và cuộc đời thường khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của quê hương, của đất nước và cũng là niềm hạnh phúc đầu tiên của gia đình và hai họ chúng ta. Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong một tháng đẹp nhất và chúng ta thường nói là ngày hoàng đạo, và trong ngày hoàng đạo thì có một trong những giờ đẹp nhất, đó là giờ hoàng đạo. Và đến giờ này là giờ hoàng đạo, chúng tôi xin phép quan viên họ nhà gái chúng tôi được đón cháu Hương trở về hôn trường nhà trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Và đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời tất cả các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn của hai gia đình, bạn của hai cháu cùng chúng tôi trở về hôn trường nhà trai nên chuyến xe hoa để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Một lần nữa, thay lời đoàn đại biểu họ nhà trai xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đoàn nhà gái đối với đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi. Và xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị đại biểu của hai họ chúng ta cùng lên chuyến xe hoa để trở về hôn trường nhà trai làm lễ thành hôn cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Bên nhau cho đến ngày đầu bạc đời.
gian trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trông buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
dậy hôm nay hay tự nhiên đến lúc mời chồng mời cha và đúng là đón khách trong buổi chiều hôm nay như đón một mùa xuân, mà tiếp khách hôm nay như tiếp một người thân trở về. Và trà xanh ngon bởi lời mời và thuốc tây hôm nay ngon bởi những lời ái ân. Đề nghị các bạn trong ban thuốc tân mang chầu cao thuốc nước để tiếp đón quan viên bốn họ xa gần hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và đúng là kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và các chị, các bạn bè, nam nữ, thanh niên, chương trình đúng là mở màn chương trình văn nghệ hôm nay đặc sắc nhất để ca ngợi một tình yêu không biên giới vượt không gian. Và đúng là dù ai cho bạc cho vàng mà không bằng được tiếng hát huy hoàng hôm nay. Xin mời những chàng trai chưa vợ, những cô gái chưa chồng hay bác dòng dòng chúng một lần nào được yêu, chúng ta hãy trở lên sân khấu cùng với các cường MC hôm nay để ca ngợi một tình yêu không biên giới vượt không gian. Đúng là lay mừng duyên vàn, may mừng duyên ta. Các bạn trẻ ơi, hãy cất cao lời ca tiếng hát đê. Và đúng là hát cho bong bóng phải chìm mà gỗ lim phải nổi, đá xanh cũng mập mờ. Và kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và các chị, các bạn bè, nam nữ, thanh niên, chỉ một ít phút nữa thôi là những chàng trai chưa vợ, những cô gái chưa chồng hãy giơ tay từ 1 đến 100 và các cường liên tục phát. Và gặp đời em mong hôm nay với được thỏa lòng mẹ cha, mà đúng là cuộc đời thì vui nhất hôm nay. Hôm nay với được bao ngày nhớ thương. Và nhân ngày vui của hai em hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn của nhà gái lên phát biểu đôi lời và chào dâu. Xin được trưởng ý quý đồ một chàng pháo tay thật lớn và thật to, thật sự đáng là. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình và hai họ chúng ta chọn để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hướng và Hương. Họ nhà gái chúng tôi đồng hành cùng với họ nhà trai đưa cô dâu về hôn trường để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi được sự ủy quyền của họ nhà gái chính thức hôm nay trao cô dâu cho họ nhà trai. Và tôi cũng có đôi lời phát biểu. Nhà gái chúng tôi đưa cháu Hương về cùng với họ nhà trai tổ chức hôn lễ theo cái phong tục tập quán lễ nghi của địa phương ta nói riêng và của Việt Nam ta nói chung. Tôi thấy rằng công tác chuẩn bị và công tác tổ chức của họ nhà trai rất là chu đáo, nhất là họ nhà gái chúng tôi được họ nhà trai đón tiếp rất là chu đáo và thân tình. Đây tôi thấy đây nó là một cái món quà về tinh thần vô giá của họ chúng ta trao tặng cho hai cháu. Và nó cũng là cái động lực để hai cháu tự tin bước vào cuộc sống mới. Thay mặt họ nhà gái, tôi không nói gì hơn, biết nhân dịp đầu xuân năm mới gửi tới tất cùng các cụ, các ông, các bà và hai họ lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất. Vô ca xin được chú ý quý đồng trang pháo tay thật lớn và thật to, thật sâu sắc. Vâng, 80, 85, vâng, 90, 95, 96, 97, 98, vâng, 100, vâng, vỗ tay. Đúng là ngày xưa thì pháo nổ đi đoạn, ngày nay cấm pháo cả làng cả dạp ta, vỗ tay để chúc mừng, vâng, hạnh phúc cho hai em và chúc phúc cho các chủ đoàn của nhà trai. Cháu Cường MC thay mặt gia đình nhà trai và chú rể chúc các bác chủ đoàn của nhà gái có một sức khỏe dồi dào và gia đình, vâng, bác con cháu trong nhà làm ăn tà tà, mỗi năm có 48 hoặc 68 cây vàng cất đi. Và vừa rồi, vâng, các bác chủ đoàn của nhà trai phát biểu, vâng, con tà cháu đôi lời đạo làm con giữ tròn chữ hiếu, nghĩa vợ chồng chung thủy trăm năm. Và đúng là đàn vui thì dạo khúc đường xa, người vui lại hát khúc câu ca cuộc đời. Và kính thưa quý vị đại biểu và kính thưa duyên ơn thân mến, và chúng ta, vâng, bây giờ là tiếp tục đến chương trình văn nghệ và xin mời đó là cháu, vâng, cháu Tùng Dương, vâng, đến từ Hà Nội. Vâng, xin được chào quý vị, chào các bạn, thật lớn ạ, thật to, vâng, thật rộn ràng lên nữa, nữa, vâng, xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ cháu Tùng Dương xin được gửi tới hội trường quý vị với những ca khúc của mình để hát chúc mừng hạnh phúc cho cô chú hôm nay. Xin hội trường vừa rồi nổ chào qua tay. Vâng, xin mời cháu Tùng Dương nhá, cháu hát hay rồi mai mốt chú cháu mình cùng đi. Vâng, chú MC cháu hát với chú nhá, xin mời cháu. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Tùng Dương gửi tới tập thể tất cả hồi hôm và lúc chúc sức khỏe một lời chào trân trọng nhất ạ.
Dạ vâng, sau đây Tùng Dương xin gửi tới toàn thể hồi hôn bài hát Khách Đến Chơi Nhà. Chuyện đời bên nhau và kính thưa quý cô, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và các anh chị, các bạn bè nam nữ thanh niên, đúng là cánh cỏ thì lưng cũng ca dao, mà cho anh trải thắm lụa đào hôm nay, mà cho anh hạnh phúc tràn đầy, em về bên đấy được thầy mẹ thương, còn anh bên đó chung đường như lòng hai bác vẫn thường khát khao yêu thương, hôm nay tha thiết dạt dào mà cuộc đời hôm nay rộng mở lại ngọt ngào nửa đôi. Mà đúng là chúc sinh thì chúc mọc lên lời, bắc cầu chảy yếm thương người năm xưa, mà gừng cay muối mặn vẫn chờ cho cô dâu và chú rể bây giờ là đây. Đúng là thông gia thì đi ruộng lên bờ, bên mong có rể bên là
lại chờ có dâu. Và vừa rồi bác các trưởng đoàn của nhà gái lên vào phát biểu đôi lời và chào dâu. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác các trưởng đoàn của nhà trai lên phát biểu đôi lời nhận dâu và cảm ơn hội hôn. Xin được trời quý nó một tràng hóa tay thật lớn và thật to, thật rộng rãi. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng và kính mời bác các trưởng đoàn của nhà trai. Kính thưa các cô ông, cô bà, kính thưa cô dì chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai gia đình, tôi đại diện cho hội nhà trai tiếp nhận cháu Hương về làm con dâu của ông bà, ông Hê và bà Toán. Và đến bây giờ xin mời tất cả, tức là quan viên của hai họ và họ nhà gái, họ nhà trai ăn dầu sơi thuốc chúc mừng ngày lành tháng đẹp mà hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương, đồng ý của hai gia đình và nhất trí của hai cháu. Hội nhà trai chúng tôi làm lễ thành hôn cho cháu Hướng và cháu Hương. Không những thế này, chúng tôi tiếp nhận cùng với gia đình họ nhà gái và họ nhà trai đều vun đắp cho các cháu thành trăm năm hạnh phúc và trưởng thành bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin thay mặt cho hội nhà trai cảm ơn hội nhà gái đã không quản đường xa tận tình đến đưa cháu Hương về làm dâu con và đến hôn trường để tổ chức trong buổi hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, các xin được trường kính quý nỗ trang hóa tay thật lớn thật to lên nữa cho bác các trưởng đoàn của nhà trai hôm nay. Vâng, cháu chúc bác các trưởng đoàn nhà trai có một sức khỏe dồi dào, gia đình bác làm ăn an khang thịnh vượng. Và kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và các chị, các bạn bè nam nữ thanh niên, bác các trưởng đoàn của nhà trai vừa rồi bác nói không dài không ngắn nhưng hay. Bác nói rằng chiều hôm nay có hai con thuyền cùng chung một bến và có đôi bạn trẻ cùng đến một chiều nay. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc cho em hôm nay thì Khắc Cường xin gửi tới quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và các chị, các bạn bè nam nữ thanh niên với bài hát bài ca Tết cho em. Và xin được trời quý nô chào mừng thật lớn ạ. Và thật to, thật xuân giã. Và các cơ ca xin gửi tới hai em có một bài ca này thật là lồng nhiệt với hai em để chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong năm hạnh phúc trọn đời ái ân. Dù cho sóng gió cả lần hai em khăng khít trăm phần đẹp hơn.
lại với toại lòng nhau. Và chiếc nhẫn này là một điểm tròn. Vâng ạ, không có điểm dừng lại một tình yêu. Vâng, chiếc nhẫn này để chứng minh cho hạnh phúc trăm năm cho hai em. Hôm nay xin được chơi quý đồng chào quá tay lớn và thật to, thật giòn giã. Vâng, chú rể anh xem đúng 2 năm nay. Vâng, thợ rèn vâng, xuất từ Campuchia cho đến Bình Lục phủ lý chúng ta. Hôm nay thì chú rể hôm nay đã công nhận với một cặp nhẫn này là một điểm tròn để hạnh phúc trăm năm cho hai em hôm nay. Và xin được chơi quý vị. Vâng, xin phép các cụ ông và các cụ bà cao tuổi hôm nay. Và xin mời các bạn trẻ. Vâng, thế chúng ta có đồng ý cô dâu và chú rể thơm đến đủ hôn đồng nhiệt đến không ạ? Thế các bạn trẻ ơi, khi đã có đồng ý giờ đây thì cho các cường MC làm hôm nay cho chương trình này thật là sôi nổi ạ. Để chúc mừng hạnh phúc hai em hôm nay. Thế các bạn trẻ ơi, hôm nay có công nhận là cô dâu của chúng ta có xinh không ạ? Chú rể của ta có đẹp không ạ? Cái xinh với long đinh của cái đẹp thì bây giờ là chú rể là thể hiện được hôn của mình. Từ từ khi nào các cường MC nó bảo cô dâu của chú rể ngồi đúng bàn một cái đôi thì cô dâu của chú rể mới ngồi. Thế bây giờ anh đến mà từ 3, 2, 1 là chú rể chủ động của cô dâu. Và bây giờ cô dâu và chú rể quay vào nhau 37.5 và 45.7. Xin mời hai em quay vào để chụp những bức ảnh đẹp nhất hôm nay. Xin mời nghe lời MC. Xin đưa các quay camera chụp ảnh màn ảnh rộng để đưa những bức ảnh đẹp nhất trong đài nhất hôm nay. Cô dâu và chú rể vâng ạ, chào nhìn nhận và thể hiện những lời hôn của mình. Thế anh hỏi cô dâu là em từ ngày yêu chú rể thì em hôn chú rể là bao nhiêu lần được? Vâng, xin chào quý vị, cô dâu nói rất nhỏ thì cũng hơn 100 lần gì đó. Vâng, những cái lộ hôn 100 hay hơn 100 từ đó thì bỏ qua. Thế thì chứng kiến đặc biệt nhất là lộ hôn hôm nay cô dâu và chú rể. Thì bây giờ là chú rể và cô dâu chủ động này. Đấy, cô dâu là mắt nhắm vào mi và bây giờ là mồm không được há rộng như miệng rồi để phòng tránh nỡ rơi vào cọng họng. Bây giờ nhá, xin chào quý vị, hãy gương mắt lên đầu này để nổi trong phó tay ta lớn hơn thật to. Anh đến từ 1, 2, 3 thì cô dâu và chú rể nào. Bây giờ chú rể hãy ôm vào phần mềm nhất của cô dâu và cô dâu sẽ đặt vào phần cứng nhất của chú rể. Đây, 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 phần cứng của chú rể đây. Đấy, phần mềm của cô dâu. Rồi, đồng ý. Và bây giờ anh sẽ đếm từ 3 món này. 3, 2, 1, 1. Được chưa các bạn? Đã được chưa? Đã được chưa? Chưa? Rồi, thế thì có đi có lại mấy toại lòng nhau. Thế thì bây giờ là cô dâu lại phạt trực tiếp chú rể với công thành các thủ môn hai bên 5 phần. Thì bây giờ là cô dâu và chú rể hãy hướng. Và được rồi, xin mời em, hai em. Bây giờ anh sẽ đếm từ 3, 2, 1 thì cô dâu và chú rể thể hiện nụ hôn đẹp nhất hôm nay này. 3, 2, 1. Vâng, xin được chào các bạn. Chúng ta đổ chào quá đây. Chúng ta đổ chào quá đây. Và để tiếp nối chương trình, vâng, xin mời các cô, các ông, các bà, cô thì chú bác và các chị, các bạn bè làm nữ thành viên. Và chúng ta cũng bắt lên đâu đài và sự hiện diện của quý cô, quý ông, quý bà, cô thì chú bác và các chị, các bạn bè làm nữ thành viên hôm nay. Thì tiếp nối chương trình hôm nay đó là về phần lễ trao quà. Vâng, xin trân trọng và kính mời. Một đó là giới thiệu và kính mời. Hôm nay bà chẳng có chi, chỉ có chút quà bà dành cho cháu con. Xin mời cô dâu và chú rể đứng dậy. Tình cảm bà có hàng hoa, hai con ngoan ngoãn bà cho từ từ. Và bây giờ bà đang chuẩn bị bước ra hôn trường. Và bằng hành động nhất để trao quà cho cháu con. Vâng, xin chào chào và kính mời bác. Bác xin đưa trường kính quý đồ chào bác tay thật lớn và thật to, thật rộn rã. Vâng, thật lòng nhiệt. Và ngày bác có hàng con, hai con ngoan ngoãn bác thôi từ. Vâng, trong này, vâng, có bạn 9 và 10. Vâng, đây là để thể hiện là tình cảm của bác. Vâng, trao quà cháu con. Bác xin đưa trường kính quý đồ chào bác tay thật lớn và thật to. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và để tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời mời đó là bố mẹ nuôi của chú rể. Vâng, xin mời ạ, bố mẹ nuôi của chú rể hôm nay trao quà cho con ạ. Hai mái đầm gần một nụ lòng xanh.
kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và các anh chị, các bạn bè, nam nữ, thanh niên. Vâng, xin mời bác qua quay vào ống kính để chúng ta. Vâng, xin mời dì Linh. Vâng, xin mời dì Linh. Xin mời dì. Hôm nay dì chẳng có chi, chỉ có chút quà dì dành cho con. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin được trời quý đồ chàng quán tay thật lớn và thật to, thật giòn giá, thật lồng nhiệt. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, bây giờ gia đình anh chị cả vâng lên lên trao quà cho hai em hôm nay thật là tình cảm, vâng là thiết tha mật lòng. Hôm nay vâng ạ, cô dâu bước theo hoa về nhà chồng và anh chị vâng cả của chú rể đang trao quà cho hai em và gia đình, vâng anh chị và các cháu vâng trao quà. Xin trân trọng hôn trường kính quý hướng mắt lên lâu đài để hiện diện rực rỡ nhất hôm nay. Vâng anh chị và các cháu trao quà, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và dư luận thân mến. Chúng ta đón chào vâng tay thật lớn và thật to. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin mời anh chị. Vâng ạ, chúng xin mời chị thứ hai ra trao quà cho em. Xin trân trọng kính mời. Là hai em đôi điều. Vâng, bây giờ hội trường kính quý chúng ta đang hướng mắt lên sân khấu màn ảnh rộng để nhận những hình ảnh đẹp nhất. Anh chị trao quà cho em. Vâng, xin trân trọng kính mời hội trường kính quý và chúng ta hướng mắt lên lâu đài và xin trân trọng giới thiệu và kính mời đó là em trai của chú rể. Xin mời em. Xin mời em trai của chú rể. Vâng, xin mời hai vợ chồng em thì hôm nay chẳng có chi chỉ có chút quà. Vâng, hai em dành cho anh chị hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và xin hội trường kính quý chúng ta chuẩn bị nổ chào pháo tay thật lớn và thật to, thật giòn giã nữa. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn. Vâng. Vâng, mời anh chị về chỗ mà xin trân trọng giới thiệu và kính mời đó là em gái. Vâng, xin trân trọng kính mời em gái. Và bây giờ vâng anh em chuẩn bị bước lên lâu đài để trao quà vâng cho anh chị hôm nay. Vâng, xin được trời quý đồng trao quà tay thật lớn và thật to, thật giòn giã. Vâng, xin mời cháu vẫn còn là bé, cháu hát rất là hay. Vâng, Tùng Dương, xin mời cháu Tùng Dương lên cao một bài. Vâng, để chúc mừng hạnh phúc cho vâng chú hôm nay, xin trân trọng kính mời. Dương, để cái chương trình văn nghệ cùng vui chơi tới cửa hàng hội môn bài hát ý nghĩa của cô. Dạ, để em chụp cho. Thank you.
Trường kính quý vừa thưởng thức hay nhất là bài đầu, bài thứ hai lại càng hay hơn. Vâng, làm ca sĩ Tùng Dương, cháu đến từ quê hương Hà Nội. Vâng, cũng hôn trường, vỗ tay vừa rồi là vâng, chú cũng thay mặt hôn trường cũng là khen lời ca tiếng hát của cháu. Vâng, càng phát triển. Vâng, chú cháu mình sẽ gặp nhau nhé. Tùng Dương, xin chào. Và xin hôn trường kính quý. Vâng, chú rể và cô dâu đứng dậy. Vâng, xin hôn trường kính quý. Vâng, cô dâu và chú rể đứng dậy. Và xin mời chị gái. Vâng, chị gái lên nha. Hôm nay chị chẳng có gì, chỉ có chút quà. Vâng, chị trao cho em. Vâng, bây giờ vâng, xin được trời quý phát sinh tiền. Và kính thưa quý cô, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và các chị. Vâng, các bạn bè nam nữ thanh niên, quan viên bốn họ xa gần hôm nay. Và đúng là ai chắp cánh cho chim bay về tổ ấm, ai dẫn đường cho anh đến bên em. Yêu thương đã gửi lời chung thủy, xây dựng tương lai hạnh phúc tràn hòa. Và tình yêu này đã trở thành bánh xe lịch sử. Và đúng là tối hôm nay, hai bạn đã được chung gối, chung chăn, chung cha, chung mẹ, chung nhà, chung dân, đã cùng nhau xây dựng bước đường đời. Dòng máu đỏ vẫn là dòng máu đỏ, trái tim vàng ấp ủ tình thương. Và tối hôm nay hai bạn đã được liên duyên vợ chồng, đã cùng nhau khắc một chữ đồng trong tim. Mà đúng là cuộc đua nào rồi cũng tới đích, và cuộc vui nào rồi cũng có lúc chia tay. Thank you.
câu.